Xin chào các bạn, trong nội dung này mình hướng dẫn các bạn thực hiện cái thao tác đó là đổi cái giao diện trắng như thế này thành cái giao diện tối ở trong cái công cụ Apache NetBeans nha. Để thực hiện điều này các bạn sẽ làm thao tác như sau: click vào cái mục Tool, sau đó thì chọn Option. Trong cái mục Option các bạn chọn Appearance, sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện chọn cái Look and Feel. Sau đó ở cái Preference này thì chúng ta sẽ có nhiều cái tùy chọn khác nhau. Ở đây có nhiều cái chế độ tối lắm. Ở đây có flat lab này, rồi là dark matter này, dark nimbus này. Thì các bạn thích cái nào thì các bạn thử nhá. Tại vì bây giờ mình chưa biết là nó cái nào nó hợp với mắt của mình, với cái quan điểm thẩm mỹ của mình, nên là mình cứ thử đi. Thử chọn một cái thấy ok thì thôi, còn không thì mình chọn cái khác. Giả sử mình chọn cái đầu tiên này. Đấy, chọn có một cái chữ dark ở trong đấy nhá. Ví dụ như dark matter hay là flat lab rồi này, hoặc là nimbus này này. Đó, thì có ba cái chế độ tối này, các bạn chọn cái nào cũng được. Xong đó thử apply. Sau khi mà apply thì nó bắt restart này này. Đấy, các bạn tắt thì xong restart cái công cụ của chúng ta thì chúng ta sẽ được cái kết quả như chúng ta mong muốn. Và nếu như thấy cái chế độ tối đấy, cái dark mode đấy nó chưa hợp với mắt các bạn có thể đổi qua những cái dark mode khác. Hoặc là nếu cái công cụ này nhìn cái chế độ tối của nó không đẹp, các bạn có thể đổi sang những cái công cụ lập trình khác nhỉ. Đấy, thì cái giao diện tối của mình hiện tại nó như này thì mình thấy là ok rồi.